Nào bây giờ nói chữ cây khế. Không phải là hế mà khế. Cây khế. Khái niệm. Khái. Khái niệm. Vẫn chưa nói được các bạn ạ. Thôi rồi bây giờ thì bạn con si thấy mắt chớp chớp một lớp rồi thì đói rồi, bây giờ chúng ta đi ăn cái gì đấy nhá. Rồi đứng dậy bây giờ bố, bạn con si muốn làm cho gì ăn nhỉ? Cái gì cũng được à? Đói chưa? Chưa đói đúng không? Học tiếp nhá. Rồi bây giờ sẽ đi hay là làm xúc xích nướng như hôm qua nhỉ? Đi, bây giờ mình sẽ vào trong tủ lạnh có những cái bánh, cái đồ ăn thì mình sẽ lấy cho bạn cô si ăn nhé. Ăn xong rồi chúng mình sẽ đi học tiếp nhá. Đi thôi, let's go. Nào bây giờ mở tủ. Nhiều đồ ăn chưa? Bánh kẹo đâu hết rồi? Đâu hôm qua các cái bánh hôm qua đâu? Cái gì đây? Đây bánh đây các bạn, em bỏ đây, bỏ đây. Đây ăn hamburger đi. Hả? Đây các bạn ơi, rất là nhiều hamburger này. Đấy, hamburger hôm qua mình ăn nướng đấy. Ăn đây là hamburger gì đây? Bò này. Đấy, ơi. Đây là hamburger gà này. Hamburger gà hôm qua mình ăn rồi đây. Hả? Bánh xúc xích mấy bánh xúc xích nào? Đây là hamburger gì đây? Hamburger bò tiếp này. Bạn có ăn cái nào? Bố ăn cái hamburger bò, có ăn hamburger gà nhá. Xúc xích bây giờ để tủ lạnh rồi, cái đấy phải luộc nên mới ăn được chứ không ấy đâu. Chứ cho tủ nướng là không nướng được vì nó đủ không đủ lạnh ấy. Có hai cái bò. Ừ, hai cái bò, có ăn cái nào? Có ăn cái bò, một cái bò một cái gà đi. À, bà cô xin bỏ ra, một cái bò một cái gà xong bỏ nước. Có cái vị nào hát gà? Không, hai cái bò một cái gà, bê bỏ bóc ra đi. Ừ, bóc ra. Cho tủ tủ. Đấy là bò đấy. Đấy, còn không biết đọc cái. Đấy. Ừ. Ừ, lấy một cái gà. Có ăn cái bò, bố ăn cái gà. Xong kẹo nó ăn đổi cho nhau. Mà thôi, ăn một cái thôi. Bây giờ mình nướng một cái. Nướng, bóc ra, cho vào nồi nướng. Bóc được chưa? Xé ra được. Rồi, xé ra, bỏ cái bánh hamburger ra. Kéo nó bung thế nào đấy. Rồi ok. Ta dính cái gì vậy? Rồi đưa đi xem nào. Wow, cái bánh to chưa? Ui hơi lạnh nhỉ. Đấy bây giờ cho bạn nướng nhá, nướng cho nóng lên nhá. Còn nướng không? Bố mở ra. Cho vào. Đấy, đây là lò nướng nhà anh Gato. Cho sâu vào tí. Cho nóng đi. Rồi, đóng vào. Cắm. Bạn 15 phút nữa. Nữa, ok. Rồi, ôi, rồi. Theo nữa, chúng ta đợi 15 phút sau là chín thì chúng ta ăn nhé. Hay là làm thêm cái xúc xích nữa nhỉ. Lấy thêm xúc, còn lấy xúc đi. Lấy luôn. Ừ, hai cái là nướng. Ở bên dưới, cái dưới hôm qua là mình đã. Ờ, ừ, cái dưới bóc rồi. Đấy, cái bóc rồi. Đấy. Lạnh không? Lấy hai cái. Bóc. Bóc rồi con gì, bóc rồi con gì. Đây đây. Thôi bao nhiêu to thế phí thế. Thôi đồ lấy hai cái đây. Bẹp. Xúc xích lạnh này cho vào nướng thì chắc đã chín đâu nhỉ. Bỏ trong đây. Nhưng mà lấy ra đã. Có thích nướng hay luộc? Luộc đi, luộc cho chín nhỉ. Lấy ra lấy hai cái thôi. Hả? Cứng bẻ ra. Đấy đúng rồi. Được chưa? Đấy, đấm phát kêu đấm phát dụng ngay. Rồi lấy hai cái. Úi dồi kiếp không? Đau tay không? Ấy rồi lấy mình thấy đâu. Thôi được rồi lấy ấy. Rồi cho hòn xoang. Lạnh quá. Rồi. Ôi hai cái, có hai cái xúc xích mà lấy xong to đùng kia. Cho vào. Cho nước vào. Lấy nước ở. Cắt cái kia đi chứ. Ừ. Cắt đi. Bố mày đi đâu? Cho ấn cái xúc xích xuống. Ấn nữa xuống. Bẻ gãy xử thì. Ôi đứa rồi, nhiều thế, nhiều nước thế. Thôi. Mê tan nào. Bỏ đâu?
Ôi nhiều nước thế, đổ bớt nước đi. À đấy. Quá nhiều nước luôn đấy. Nữa đi, ôi đổ tí à. Rồi đi, đổ tí là nào. Cho vào. Đổ là đâu? Trời ơi, đấy, đói quá phải tự làm đồ ăn đi. Đồ sang này à? Đấy, sang cháu lên đây. Rồi, cho lên. Không. Còn gì đũa, cái này để đun sôi được thôi. Bật lên. Đây ngược lại. Đây ngược nghe. Ừ. Các bạn, mà con xì không thì thấy vùng đậy ngược vùng kìa. Ok, tẹo sôi được đấy, đi. Mà ra xem hamburger chín chưa, bỏ ra ăn trước. Sắp chín chưa? Thôi kệ nó, bao giờ nó binh một phát thì mới được chứ. Bao giờ nó phải tinh một phát hết thời gian ấy thì mới được. Nhớ. Bạn con xì đói quá, cứ đứng trực cái lò nướng các bạn ạ. Con bỏ tay ra để cho nó ấy. Chưa, nó phải tinh một phát cơ. Bây giờ tinh. Đấy, đấy, mình vừa nói xong. Thôi kệ nó, đừng bận gì nữa, bây giờ mở. Khéo nóng nhá, mở ra, bỏ cái đĩa ra. Bỏ đĩa, cầm đĩa ra. Gì á? Thôi. Rồi, bỏ, mở hẳn ra. Rồi, mở hẳn cửa xuống. Mở hẳn xuống. Mở hẳn xuống. Úi dồi. Rồi bây giờ lấy cái đấy, cái đôi đũa khều cái bánh ra không à. Để cái đĩa khéo mà chạm vào nồi nóng, nồi nướng nóng ấy. Rồi. Ôi chỉ khều cái bánh thôi mà. Ủa cháy cả bánh rồi sao ấy. Cho cái đĩa vào đây. Cho khéo đấy. Rơi xuống. Khều nó lại đây bố dưới chẳng. Rồi khéo ạ. Rơi xuống đấy. Rơi xuống. Ngon lên. Ôi, được rồi. Bê ra. Rồi ra ăn thôi. Đậy nó nướng vào, đậy nó nướng vào. Nói là ăn nó nướng. Đậy mạnh nhau. Ok, chưa đậy được không? Chưa được. Rồi ok. Ăn thôi, đây này cậu bố nha. Con vừa bảo có thật thiên vị bò đúng không? Còn đây là gà mà. Hả? Con gì? Thôi ngồi bên đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây, hai bố ăn. Ăn chung thôi, thực ra cái này cũng to lắm, qua ăn không hết, hôm nay chỉ ăn chung thôi nha. Ok. Xúc xích chín chưa? Thôi tắt đi, tắt bếp. Để cho ngâm một tí cho chín. Đây, tắt đi. Ngược lại mà, to to lên này. Về kia. Rồi. Ok. Các bạn nên bỏ đấy. Đấy vậy là các bạn như này thì hamburger đã được nướng xong rồi. Đã bốc khói nghi ngút. Còn đây là xúc xích sau khi luộc xong thì cũng đã chín hai cái như hôm qua luôn. Đấy ăn hết trước đây là rất là lo rồi các bạn ạ. Đấy. Rồi bây giờ thì ăn gì trước nhỉ? Ôi giời, lại còn cho tương ớt với tương cà lẫn nhau à? Đúng. Cho nhiều tương cà vào. Tương ớt cho riêng được. Thôi thế được, tương ớt thì ăn được. Thôi cho lẫn vào nhau à. Thôi ăn. Bây giờ chia đôi này nhanh nhé, mỗi người nửa nhé. Vâng. Đấy, còn nửa này. Nửa gì đâu ngon đấy. Không gì, mỗi người nửa đấy còn gì nữa. Thế còn nửa nào? Cắt nửa này. Thế còn đấy nửa này đúng không? Đây. Không ăn được. Nửa đây, như nào? Không ăn được. Nhưng mà chia như nào? Cắt nửa này. Cắt đấy. Này, ok, cắt kiểu này nhá. Cái gì cắt đây? Ôi, bây giờ cắt vỡ hết ra. À, bây giờ mình phải bỏ này ra trước. Wow, bạn là gì đây? Hamburger bò này. Đấy là thịt bò người ta đã xay ra rồi, xong rồi ta ép thành miếng, hiểu không? Miếng là bố hamburger à. Đấy. Đây là con nè. Còn cái kia rơi kìa. Đấy, được rồi. Đồ bố ăn hết cả rồi đấy. Ok, thì cắt kiểu này. Cầm mấy, cầm mấy con đi. Ôi, giòn nhờ, giòn tan. Qua ăn để ít cả đùa. Ôi dồi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nhìn này. Tụi hết ra rồi.